Nhân xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Thua lỗ nhưng ông Vượng không buông bỏ VinFast. Ngày 25 tháng 4, báo tiếng dân bình luận về VinFast, xài sang 1 tỷ Mỹ kim. Tiếng dân dẫn truyền thông trong nước đưa tin, ông Phạm Nhật Vượng bỏ thêm 1 tỷ đô la đầu tư vào VinFast và ông sẽ không bao giờ buông VinFast. Ông còn khẳng định VinFast là sứ mệnh là tương lai của VinGroup nên ông sẽ không bao giờ buông. Tiếng dân cho hay mặc dù thông tin ông Vượng bỏ ra thêm 1 tỷ đô la nữa để bơm cho VinFast được đưa ra nhiều tiếng đồng hồ trước khi thị trường chứng khoán New York mở cửa, nhưng cổ phiếu VinFast hiện nay vẫn tiếp tục ảm đạm. Theo đó, sáng ngày 25 tháng 4, khi sàn giao dịch Nasdaq ở phố Wall mở cửa, cổ phiếu VinFast có giá 2,5 đô la. Lúc 9 giờ 21, nó tụt xuống còn 2,44 đô la, sau đó nhích lên 2,57 đô la, rồi rớt ngay xuống với giá 2,48 đô la. Tiến dân dẫn nguồn từ BBC cho hay, ngoài 1 tỷ đô la này ra, ông Vượng sẽ bỏ ra thêm khoảng 1 tỷ đô la cho VinFast. BBC dẫn lời ông Vượng, tôi khẳng định VinGroup không có chuyện buông bỏ VinFast. Sau khi tài trợ 1 tỷ đô la, tôi sẽ tiếp tục sắp xếp để tài trợ tối thiểu thêm 1 tỷ đô la nữa. Và đây là hình bài trên báo Tiến dân. Tiến dân dẫn tin từ một hãng tin quốc tế hai tuần trước cho hay, cho đến thời điểm cuối năm 2023, ông Vượng đã đầu tư từ 11,4 tỷ đô la vào VinFast. Liệu 1 tỷ đô la mới này hay nhiều tỷ đô la khác đầu tư vào VinFast có thể giúp nó sống lại hay không? Tiến dân nhận xét, khi tình trạng kinh doanh của VinFast không cải thiện, cho dù ông Vượng có bỏ thêm 10 tỷ đô la nữa trong lúc này, có lẽ số tiền đó cũng không thể cứu nổi VinFast mà chỉ giúp nó sống vợ vờ mà thôi. Tiến dân giới thiệu bài viết từ BBC Tiếng Việt đăng ngày 25 tháng 4 với tựa đề Ông Phạm Nhật Vượng tuyên bố không buông bỏ VinFast dùng tiền túi bơm thêm 1 tỷ đô la. Trong khi BBC dẫn hồ sơ của VinFast cho thấy, hơn 70% trong số 35.000 ô tô VinFast bán ra trong năm 2023 là bán cho hãng taxi điện GSM thuộc sở hữu của ông Vượng, 10% còn lại thuộc về VinGroup và các đơn vị trực thuộc. Bản thân GSM cũng đang phải đối mặt với chi phí cao trong khi cố gắng mở rộng thị trường dịch vụ gọi xe ở Việt Nam và nước ngoài. Theo BBC, ông Vượng phủ nhận những nghi ngờ dòng tiền và năng lực tập đoàn Vingroup và cho là không có cơ sở. Cho tới thời điểm này, Vingroup chưa bao giờ chậm các ngân hàng một đồng lãi nào, chứ đừng nói đến gốc. Mỗi kế hoạch tài chính được cân đối, thực hiện nghiêm túc dù rất khó khăn. Và đây là hình tỷ phú Phạm Nhật Vượng với phép thắng lợi tinh thần vô tận. BBC dẫn một bài viết của ông Black Spanley, nhà phân tích tình báo độc lập, chỉ ra rằng hầu như không ai mua xe điện của VinFast cả trong và ngoài nước. Theo những hình ảnh vệ tinh được ông Spenley đăng tải, có hàng trăm chiếc xe điện VinFast nằm bám bụi, cỏ dại mọc đầy trên một cánh đồng ở Thái Nguyên và dọc theo đường cao tốc Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Đồng thời, việc thi công nhà máy sản xuất xe điện của VinFast tại Mỹ có rất ít tiến triển ngoài trừ phần móng. BBC nhắc lại những đánh giá tai hại về xe VinFast trên các kênh truyền thông chuyên về ô tô tại Mỹ khi vừa mới ra mắt tại thị trường này, cũng như việc VinFast đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện tại Mỹ về việc vi phạm bản quyền sáng chế thép và việc cung cấp thông tin sai sự thật, gây hiểu lầm, dẫn đến thiệt hại cho nhà đầu tư. Hơn nữa, theo BBC, VinFast cũng đang phải đối mặt với khó khăn chung của toàn bộ ngành xe điện khi nhu cầu giảm và nguồn cung xe giá rẻ từ Trung Quốc tăng lên. Song thay vì chậm lại và đánh giá lại kế hoạch của mình như các đối thủ, VinFast thậm chí còn làm ngược lại với những kế hoạch to lớn và bất chấp những rủi ro tài chính ngày càng tăng. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói, ông tin rằng VinFast đang đi theo đúng xu hướng phát triển. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thua lỗ nhưng ông Vượng không buông bỏ VinFast. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cuộc đấu quyền lực cung đình đang ở cao trào và hủy hoại niềm tin của dân. Ngày 24 tháng 4, VOA tiếng Việt bình luận vụ phạm Thái Hà, cuộc đấu giành quyền lực đang nóng lên. VOA dẫn nhận định của các nhà quan sát cho rằng việc trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị bắt cho thấy cuộc đấu tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam đang nóng lên và Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang có ưu thế. Theo đó, sóng gió quanh vụ bạc dự ông Phạm Thái Hà ập đến với ông Vương Đình Huệ, không lâu sau vụ việc tương tự xảy ra với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Hiện giờ chưa rõ ông Huệ có bị xác định trách nhiệm trong vụ tập đoàn Thuận An hay không, nhưng theo tin từ báo chí trong nước thì ông vẫn thực thi những chức trách của Chủ tịch Quốc hội. VOA dẫn quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà quan sát và nhà bất đồng chính kiến cho rằng nếu cuối cùng ông Huệ cũng ra đi như ông Phúc, ông thưởng trong cùng một nhiệm kỳ thì đó sẽ là biến động chưa từng có trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là cuộc chiến quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nó đang diễn ra và đang ở cao trào. Ông Lê Trung Khoa, nhà quan sát chính trị ở Berlin tại Đức nói với VOA. Và đây là hình bài trên VOA. Ông Nguyễn Quang A cho biết, ông đã từng gặp ông Huệ vài lần khi ông Huệ còn là tổng kiểm toán nhà nước và đánh giá ông Huệ là người thông minh. Nhưng sau này ông ấy lên làm to hơn, to hơn rất nhiều quyền lực có thể làm tha hóa con người. VOA cho biết người điều khiển các cuộc điều tra của Bộ Công an nhắm vào ông Võ Văn Thưởng trước đây và trợ lý của Vương Đình Huệ hiện nay là ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Lê Trung Khoa nhận xét, với tình trạng sức khỏe của ông Trọng, người nắm quyền lực lớn nhất là ông Tô Lâm. Do đó, ông Khoa cho rằng, vị Bộ trưởng Công an này đang nhắm đến việc được đảng đặt cách về tuổi tác để cho vào một trong tứ trụ và nhắm đến chức tổng bí thư. Ông Khoa cũng cho rằng, ông Trọng bất lực không thể bảo vệ ông Vương Đình Huệ trước những bằng chứng mà có lẽ ông Tô Lâm nắm rất rõ về việc trợ lý ông Huệ tham nhũng nhận hối lộ. Ông Trọng sức khỏe đã yếu đi nhiều thì không còn khả năng che chắn cho ông Huệ hay có những dàn xếp để ổn định nội bộ của đảng, ông Khoa phân tích. Và đây là hình những lãnh đạo cấp cao nhất của đảng Cộng sản Việt Nam, những người đang trong vòng xoáy của cuộc chiến quyền lực. Tuy phe ông Huệ trong trung ương đảng đồng hơn, nhưng các phe phái hiện nay đang đứng trước việc điều tra, xét hỏi và bắt bớ khắp nơi của Bộ Công an. Thì tôi nghĩ rằng họ cũng có những cân nhắc nhất định, chứ không phải tìm cách cứu giúp người đồng hương của họ. Ông Khoa nêu quan điểm. Ông Vương Đình Huệ là một chính trị gia nhạy bán. Có thể ông ấy thấy nguy hiểm đang đến gần, nên ông phải đi trước một nước. Ít nhất là đi thăm Trung Quốc để tìm kiếm cơ hội được sự ủng hộ của Tập Cận Bình và để ông ta có thể vượt qua trở ngại lần này, ông Khoa nói. Ông Khoa cũng chỉ ra việc mới đây, Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh đã sang Việt Nam để bàn về cải cách tư pháp và đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Tô Lâm trong lúc cuộc bố ráp của Bộ Công an nhắm vào tập đoàn Thuận An đang diễn ra. VOA nhận xét, sau khi cách chức ông thưởng hồi tháng 3 đến nay, đảng vẫn chưa tìm được chủ tịch nước. Do đó, nếu ông Huệ cũng bị phế trước, thì đảng lại càng căng thẳng về nhân sự. Ông Khoa cho rằng, trong trường hợp đó, đảng có thể sửa quy định chức vụ tứ trụ phải phục vụ hết một nhiệm kỳ bộ chính trị cũng như đảng đã từng đặt cách về tuổi tác cho ông Nguyễn Phú Trọng trước đây. Còn ông Nguyễn Quang A thì cho rằng nếu đảng xử lý ông Huệ, họ có thể lấy đó để ca ngợi công cụ đốt lò là rất hiệu quả lên đến tận những cấp cao nhất. Nhưng mặt khác nó sẽ hủy hoại niềm tin của người dân vào các lãnh đạo. Lẽ ra chống tham nhũng là phải làm những việc rất bài bản để hạn chế những nguyên nhân gốc rễ của tham nhũng, chứ không phải chỉ dừng ở tri tố vụ A, vụ B, vụ C. Tri tố người này lại lòi ra những người khác, ông A nói. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cuộc đấu quyền lực cung đình đang ở cao trào và hủy hoại niềm tin của dân. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới